Anh đánh thức em sao? Không phải mấy hôm trước cửa sổ của em bị hỏng sao? Lúc anh đến em vẫn chưa tỉnh. Khala mở cửa cho anh, nhưng cô ấy ra ngoài rồi. Tóc tai bù xù, mặc áo ngủ cầm dao. Cả quỷ cũng bị em làm sợ hãi chạy mất. Lúc đi học ở nước ngoài sống một mình, chuyện gì cũng phải dựa vào chính mình. Em không thấy mỏi cổ sao? Còn nhìn anh như vậy nữa, anh sẽ tưởng em có suy nghĩ gì với anh đó. Em là muốn giữ khoảng cách với anh hay không hài lòng với kỹ thuật của anh? Nói anh nghe xem. May mà có em nhắc nhở anh đấy. Phí sửa chữa giá trên trời, có thể trả lại bằng cách khác. Anh đói rồi. Đừng sợ, anh chỉ muốn ăn bữa sáng, coi như phí sửa chữa của em thôi. Còn không mau đi nấu đi.